Vậy để chúng ta hiểu hơn về ý nghĩa lịch sử về Điện Biên Phủ này thì cô giáo trân trọng kính mời bác Hoàng Văn Năng, chiến sĩ trực tiếp tham gia chiến dịch Điện Biên Phủ, kể về một vài kỷ niệm khi tham gia chiến dịch. Xin trân trọng kính mời bác. Giáo, thưa các em học sinh, rất vinh dự cho tôi hôm nay được cùng các thầy, các cô, cùng các cháu học sinh trường Trung học cơ sở Ngọc Vân cùng nhau ôn lại, nhớ lại những chặng đường lịch sử của cách mạng Việt Nam nhân ngày Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam 22 tháng 12 năm 1944, 22 tháng 12 năm 2020. Cho phép tôi gửi tới các thầy, các cô, các cháu học sinh lời chúc sức khỏe nhân dịp chuẩn bị đón năm mới 2021. Kính thưa các quý vị đại biểu, thưa toàn thể các thầy, cô giáo, các cháu học sinh, như đã giới thiệu, tôi là Hoàng Văn Đăng, hội viên cựu chiến binh xã Ngọc Vân. Cách đây gần 60 năm, tôi cũng là học sinh trường cấp 2 Ngọc Vân, học sinh khoa 2 trường học Trung học cơ sở Ngọc Vân. Năm 1970 học hết trung học phổ thông, tức là cấp 3 ngày xưa đấy, lớp 12 bây giờ đấy, là nghe theo kêu gọi của Đảng. Chúng tôi tạm gác lại học việc học tập và lên đường nhập ngũ, qua mấy tháng huấn luyện vào Nam chiến đấu. Và cũng rất vinh dự cho tôi trong những năm tháng chiến đấu ở chiến trường miền Nam được tham gia rất nhiều chiến dịch, nhiều trận đánh, như chiến dịch Nguyễn Huệ năm 1972, trận Tiến Phong Kiên Tường năm 1973, chiến dịch Tây Bến Cát năm 1974 và giải phóng thị xã Phước Long mùng 6 tháng 1 năm 75, rồi đánh vào giải phóng chi khu quân sự Dầu Tiếng tháng 3 năm 75, tiếp theo là chi khu quân sự Trân Thành thị xã Bình Long. Và trận cuối cùng chúng tôi tham gia là cùng đơn vị tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử giải phóng Sài Gòn, giải phóng hoàn toàn miền Nam. Sau đó ở lại làm quân quản tại thành phố Hồ Chí Minh đến năm 77, trở về địa phương và tiếp tục tham gia công tác tại cơ quan huyện ủy Tân Yên, và đến năm 2009 thì được nhà nước cho nghỉ hưu. Thưa các thầy, các cô, các cháu học sinh, trong cuộc đời bộ đội chúng tôi luôn xác định nhiệm vụ của chúng tôi là chiến trường, và chức năng là luôn luôn phải chiến đấu và trách nhiệm là phải đánh thắng. Đúng như vậy, trong suốt những năm ở chiến trường được tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch, đánh lớn có, đánh nhỏ có, đánh hợp đồng binh chủng có, gian khổ có, ác liệt có, tổn thất và hy sinh cũng có. Bản thân tôi cũng đã bị thương 3 lần. Một lần là một là đánh vào thị xã Bình Long năm 72 cũng bị thương lần thứ nhất, lần thứ hai là đánh trận Kiến Phong Kiến Tường và đánh vào cái chỗ ở ven sông Mekong là cũng bị thương lần thứ hai, và lần thứ ba là bị thương ở Tây Bến Cát năm 1974. Và đến 2015 cũng là nhân kỷ niệm 40 năm giải phóng miền Nam, là cũng rất vinh dự cho tôi là được thay mặt cho những người có công của tỉnh Bắc Giang đi dự cái hội nghị người có công tiêu biểu ở thành phố Hồ Chí Minh năm 1975, năm 2015. Thưa các thầy, các cô, các cháu học sinh, nói về truyền thống Quân đội Nhân dân Việt Nam cũng như lịch sử cách mạng Việt Nam, tôi biết rằng nhiều nội dung các thầy, các cô, các cháu học sinh cũng đã học được, học tập và nghiên cứu rất kỹ, rất sâu. Thế nhưng hôm nay, với tinh thần ngày Quốc phòng toàn dân, ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, chúng ta cùng nhau ôn lại, nhớ lại những năm tháng hào hùng của cách mạng mà chúng ta không bao giờ quên của dân tộc Việt Nam. Đó là đại thắng mùa xuân năm 1975, chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, giải phóng Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, mà chúng tôi cũng là những người trực tiếp được tham gia chiến dịch. Chúng ta biết cuối năm 1974, ngày 14 tháng 12 năm 74 đến ngày 6 tháng 1 năm 75, ta mở chiến dịch đường 14 nước Phước Long, một trận đánh mở đầu giải phóng đường 14, chi khu quân sự Đồng Xoài rồi thị xã Phước Long, bắt đầu từ ngày 14 tháng 12 cho đến ngày 6 tháng 1 năm 75, ta làm chủ hoàn toàn thị xã Phước Long. Đây là một tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Một trận đánh có thể nói là một trận đánh từ phản ứng của chính quyền Mỹ
đối với chính quyền Sài Gòn lúc đó. Một trận đánh để thử sức, thử phản ứng. Chúng tôi được trực tiếp tham gia chiến đấu ở trận đó. Lúc đó chúng tôi đang ở Tây Bến Cát mà được xe chuyển lên thẳng thị xã Phước Long và đánh thẳng vào thị xã. Và đến ngày 6 thì là chúng tôi đã giải phóng thị xã Phước Long, một cái tỉnh đầu tiên ở miền Nam được giải phóng. Thì Mỹ không có phản ứng gì cả, lúc đó thật thế cho nên không có phản ứng gì. Trước cái sự bất lực của Mỹ và sự thất bại của quân ngụy Sài Gòn lúc đó, Bộ Chính trị quyết tâm giải phóng hoàn toàn miền Nam và đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh thực dân mới của Mỹ. Ngày 4 tháng 3 năm 1975, ta mở chiến dịch Tây Nguyên sau một trận đánh tạo thế và nghi binh chiến dịch đấy. Ngày 10 và 11 tháng 3 năm 1975, ta tiến công bằng sức mạnh binh, các binh chủng hợp thành, pháo binh, xe tăng, bộ binh, giải phóng thị xã Buôn Mê Thuột. Và đây là trận đánh then chốt quyết định của chiến dịch, một trận đánh điểm trung Việt, tiêu diệt nhiều sinh lực và tinh nhuệ của địch và phá hủy nhiều hiệu tài chiến tranh của địch, làm rối loạn sự chỉ huy chiến lược và đảo lộn thế phòng thủ của địch ở chiến trường Tây Nguyên lúc đó. Tiếp đó là ngày 14 tháng 3 đến ngày 3 tháng 4 năm 1975, ta tấn công vào và tiêu diệt nhiều vị trí quan trọng, giải phóng hoàn toàn tỉnh Kon Tum, Gia Lai và toàn bộ Tây Nguyên. Nhân thời cơ đó, ta nhanh chóng giải phóng tỉnh Quảng Trị và giải phóng hoàn toàn tỉnh Thừa Thiên Huế ngày 25 tháng 3 năm 1975. Và đến ngày 27 tháng 3 năm 1975, từ căn cứ ta tác chiến trong hành tiến lúc đó, vừa đi vừa đánh, kết hợp với lực lượng địa phương và nhân dân nổi dậy, chiếm thành phố Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà và thị xã Hội An. Sau đó giải phóng tỉnh Bình Định, Phú Yên ngày 1 tháng 4, Khánh Hòa ngày 3 tháng 4 và các tỉnh miền Trung và miền Nam Trung Bộ. Trong lúc đó, lực lượng quân khu 5, hải quân phối hợp đã mưu trí dũng cảm, bất ngờ tiến công nhanh chóng và tiêu diệt gọi hải và bắt sống binh sĩ ngụy, giải phóng các đảo thuộc quần đảo Trường Sa. Và đứng trước cái tình thế sụp đổ và tan rã sau Tây Nguyên và miền Trung bị thất thủ, địch tổ chức tuyến phòng thủ phía đông và phía đông bắc Sài Gòn, chúng hô hào quyết tâm tử thủ để hình thành những cái cánh cửa thép, chúng gọi là cánh cửa thép, để ngăn cản quân ta đấy, củng cố lực lượng, giữ vững những phần đất còn lại, chờ cơ hội để phản công đánh lại ta. Nhưng trước sức mạnh cả kể cả về thế và lực của quân ta, kẻ địch lại đang hoang mang và tuyệt vọng. Ngày 18 tháng 4 năm 1975, Tổng thống Mỹ đã ra lệnh di tản người Mỹ ra khỏi Sài Gòn. Và ngày 21 tháng 4, Mỹ buộc Tổng thống Nguyễn Văn Thiệu phải từ chức, đưa Trần Văn Hương lên thay. Đấy, Trần Văn Hương lên thay Nguyễn Văn Thiệu làm Tổng thống. Trên cơ sở những thắng lợi có tính quyết định, Bộ Chính trị quyết định mở chiến dịch Hồ Chí Minh, giải phóng Sài Gòn, gia đình và hoàn toàn miền Nam, thực hiện tư tưởng chỉ đạo thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chiến thắng. Các đơn vị chủ lực của ta đã thực hiện cuộc hành quân thần tốc tiến về Sài Gòn với các mũi tiến công, 5 mũi tiến quân. Hướng Tây Bắc, quân đoàn 3 tăng cường phối hợp với lực lượng vũ trang Tây Ninh, Sài Gòn và gia đình, và hướng Đông Bắc là quân đoàn 1 đặc công, xe tăng và cao xạ. Mũi thứ 3 là phía Đông, Đông Nam, quân đoàn 4, quân đoàn 2 tăng cường pháo binh, xe tăng, đặc công, cao xạ, Việt Đông, Sài Gòn. Và mũi thứ 4 là Tây, Tây Nam là đoàn 232, chủ lực miền Nam, chủ lực quân khu 8 và cái lực lượng là tương đương với một quân đoàn. Và thứ năm là vùng ven nội đô Sài Gòn, thì các đơn vị đặc công pháo binh kết hợp với lực lượng chính trị của quần chúng. Trước sức mạnh và sức tiến công mạnh mẽ của cả năm cánh quân, Trần Văn Hương, Tổng thống ủy quyền lúc đó, vừa lên thay Nguyễn Văn Thiệu được có 5 ngày, không muốn là nhân chứng lịch sử chấp nhận thất bại, đã vội vàng tuyên bố nhường chức cho Tổng thống Dương Văn Minh, cho Dương Văn Minh
ngày 26 tháng 4 năm 1975. Và cũng nắm vững cái thời cơ cùng ngày đó, 17 giờ ngày 26 tháng 4 năm 1975, các lực lượng của ta trên năm hướng tiến công đã đồng loạt nổ súng tiến công. Và cũng 17 giờ ngày cùng ngày, 5 chiếc máy bay A-37 của ta lấy được của Mỹ lúc đó đấy, cất cánh ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, sau đó dùng pháo binh để chế áp, làm tê liệt tàu hàng không di tản của địch, buộc Mỹ phải tổ chức di tản theo chiến dịch di tản người liều mạng bằng máy bay lên thẳng. Và đến ngày 29 tháng 4 năm 1975, ta tiến hành tổng tiến công trên toàn mặt trận, chặn đánh và tiêu diệt các tập đoàn chủ lực của địch ở vùng vòng ngoài và thọc sâu đánh chiếm các địa điểm quan trọng ở vùng ven, đập tan tuyến phòng thủ mà Ngụy Quyền đã dựng lên để tạo ra những cái cánh cửa thép. Thế nhưng đã bị quân ta đập tan, mở tông thông cái cánh cửa cho các binh đoàn thọc sâu đồng loạt đánh vào nội đô Sài Gòn. Và bọn địch lúc này vẫn rất ngoan cố chống trả quyết liệt, mặc dù lực chúng thất bại hoang mang dao động rồi tan rã như vậy, nhưng một số bộ phận nó vẫn chống trả rất quyết liệt. Đơn vị chúng tôi khi vào đến Bảy Hiền, ngã tư Bảy Hiền vẫn có một số xe tăng vẫn bị cháy, mấy chục anh em chiến sĩ chúng tôi vẫn bị thương và hy sinh, vẫn mấy chục anh em khi vào nội đô rồi vẫn phải hy sinh. Song trước sức tiến công mạnh mẽ của quân ta, thừa thắng xông lên, kẻ địch thì hoang mang cao độ, tan rã rút chạy, đầu hàng từng bộ phận. Tướng tá Ngụy thì tranh nhau di tản để thoát thân. Chỉ huy của Ngụy Quyền Sài Gòn lúc này bị rối loạn. Quần chúng nhân dân được hỗ trợ của các lực lượng vũ trang nổi dậy, giành quyền làm chủ, truy quét toàn quân địch và chiếm các vị trí quan trọng mà địch đã chiếm đóng. Và ngày đến ngày 30 tháng 4 năm 1975, các mũi thọc sâu kết hợp với lực lượng bên trong nhanh chóng đánh chiếm những mục tiêu trọng yếu như sân bay Tân Sơn Nhất, Bộ Tổng Tham mưu, Bộ Tư lệnh Việt khu thủ đô, căn cứ Hải quân, rồi cảng Bạch Đằng, đài truyền thanh và cổng nhà cảnh sát của Ngụy tại Sài Gòn. Và binh đoàn hỗn hợp của quân đoàn 2 đã nhanh chóng vào chiếm Dinh Độc Lập, bắt sống toàn bộ nội các của chính quyền Sài Gòn, buộc Tổng thống Dương Văn Minh phải tuyên bố đầu hàng vô điều kiện. Cờ giải phóng tung bay trên tòa nhà, trên nóc nhà Dinh Độc Lập lúc 11 giờ 30 phút ngày 30 tháng 4 năm 75, và chiến dịch Hồ Chí Minh đã toàn thắng. Lúc này cảm giác của chúng tôi khi Dương Văn Minh tuyên bố đầu hàng, hạ lệnh cho quân Ngụy, Ngụy quân Ngụy Quyền hạ vũ khí để đầu hàng giải phóng đấy, thì chúng tôi lúc đó đã vào đến trong nội đô và đã vượt qua Bảy Hiền vào trong nội đô, thì lúc đó chúng tôi như mơ đấy, không biết là thật hay là mơ. Khi mà Dương Văn Minh nó tuyên bố đầu hàng, lúc đó phấn khởi và dân thì đổ ra đường cờ hoa vẫy chào quân giải phóng, rồi chúng tôi, rồi những cái anh em biệt động, rồi những chiến sĩ biệt động lúc đó chỉ biết ôm nhau rồi mừng quá ôm nhau đấy. Thất bại của Mỹ ở miền Nam cũng đã chứng minh chân lý, khi một dân tộc quyết tâm đoàn kết để bảo vệ độc lập chủ quyền thì không có một thế lực nào có thể khuất phục nổi. Việt Nam là một nước đất không rộng, người không đông, nhưng có sự đoàn kết đã đánh thắng hai đế quốc to là Pháp và Mỹ. Chúng ta là những thế hệ tương lai phải trân trọng lịch sử, nhớ ơn những người đã đổ xương, đổ máu, đã hy sinh vì độc lập tự do của Tổ quốc. Chúng ta phải cố gắng học tập, rèn luyện để sau này góp phần vào công cuộc xây dựng đất nước, xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp, sánh vai với các cường quốc Nam Châu. Cuối cùng, xin kính chúc các thầy, quý vị đại biểu, các thầy giáo, cô giáo luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, luôn thành đạt trong cuộc sống. Chúc các cháu học sinh luôn mạnh khỏe, chăm ngoan, học giỏi. Xin chân thành cảm ơn.
Vừa rồi các em đã nghe bác Hoàng Văn Đăng là chiến sĩ đã tham gia cái giải phóng miền Nam, và hôm nay bác đã kể lại cái lịch sử giải phóng miền Nam năm 1975 cho chúng ta, và chúng ta cũng hiểu hơn về cái chiến dịch giải phóng miền Nam này. Và cô giáo hy vọng tất cả các em sẽ nhớ cái ngày này là một cái ngày cực kỳ quan trọng với đất nước của chúng ta. Chính vì vậy mà các em thì luôn phải chăm ngoan học giỏi để đền đáp những người đã có công với cách mạng. Các em nghe tôi chưa nhỉ?